Chào anh em, trong video này mình sẽ review cho anh em một sản phẩm cái bảng vẽ điện tử nhá. Đấy, chúng ta sẽ kết nối cái bảng vẽ này với laptop hoặc là với điện thoại. Đấy, để chúng ta vẽ trên bảng vẽ và nó sẽ ra máy laptop hoặc điện thoại. Rồi, chúng ta sẽ khám phá xem chất lượng sản phẩm này nó như nào. Mình sẽ review chi tiết trong video này. Đây, bảng vẽ điện tử Gaomon 1060 Pro 239.000 là mình ăn mã giảm giá thôi. Đó, xốp bọc cũng có mỗi một cái lớp chống sốc bên ngoài. Đây là hộp của sản phẩm thôi nhá. Rồi, hộp đây anh em. Gaomon Graphic Pen Table Tàu, nói chung là của nội địa Tàu. Đây có bút này gì đấy 1060 Pro, nói một thằng tầng tiếng thằng tàu ấy chả hiểu gì cả. Đằng sau thì có những cái thông số đây, thông số kích thước bảng vẽ này. Đó, ok, mình để link mua dưới video cho anh em nhé. Rồi chúng ta sẽ có cái miếng dán chống xước cho bảng vẽ, một miếng dán này. Bảng vẽ đây được bọc như này, bọc cái chống xốc như này. Đây cái thẻ bảo hành của shop hay sao. Đó, bản vẽ mà anh em. Đấy, chúng ta sẽ có những cái nút phím cứng ở đây và 16 cái phím vật lý, 12 cái nút phím cứng vật lý. À 12 nút phím cứng vật lý, 16 phím cảm ứng ở trên bản vẽ. Đây là khu vực vẽ. Đây là thẻ bảo hành tàu luôn. Đây hướng dẫn sử dụng tàu luôn. Không còn tí tiếng Anh nào. À, đây là cái phiếu ảnh của shop. Rồi bên trong chúng ta sẽ còn cái bút này, có một cái bút pen đó, có hai cái nút ở đây anh em có thể dán. Tí nữa chúng ta sẽ phải cài phần mềm lên máy tính. Nếu dùng máy tính thì cài phần mềm, còn dùng điện thoại thì không cần, điện thoại có OTG là được. Chúng ta sẽ có cái ngòi đây, ngòi này dùng một thời gian thì nó sẽ bị mòn. Bút này nhựa trọng lượng khá là nhẹ. Đấy, ở đây thì có thêm sách hướng dẫn sử dụng, tất nhiên là tàu anh em. Đấy, tàu hết. Và trong này có đựng ngòi bút các thứ này, hướng dẫn chi tiết. Chúng ta sẽ có một cái gắp ngòi bút kim loại, cái đầu tay C USB sang tay C để lắp vào điện thoại tay C. Cái này QC pad. Ở đây có cái để bút. Để bút sẽ như này anh em. Anh em có hai kiểu, hai cách để ngang này, hoặc là để cắm xuống như này. Đó. Và trong này thì theo hướng dẫn thì sẽ có cái ngòi dự phòng. Cái ngòi dự phòng này thì dùng một thời gian thì hết cái ngòi này chúng ta phải mua. Đấy, nó lõm này bằng nhựa nhá. Cái đế này nhẹ lắm. Rồi cái đế này có cái sắt gì đó, nhẹ. Rồi và đây là cái cáp. Đây chúng ta sẽ có cái cáp micro USB này. Một đầu là micro USB, đầu là USB. Thì chúng ta gắn cái đầu này vào đây nhá, để lắp vào điện thoại Type-C. Đây là cổng mini USB nhá, không phải micro USB. Đó. Anh em mà dùng điện thoại micro USB thì anh em phải mua thêm cái đầu chuyển nhá. Ok, chúng ta sẽ có một cái bảng vẽ như này. Đấy, box siêu này. Quay mới tính con luôn, rất là đẹp. Đây là phím cứng này, phím vật lý bấm được, bấm nó kêu, bấm đây, khá là nhẹ, nhẹ nữa. Tính tàu đây, những cái nút này thì cảm ứng, chạm vào cảm ứng. Đấy, cả cái mặt này sẽ là cảm ứng. Đấy, anh em có thể gắn từng nút này thành những cái ký tự anh em muốn. Ví dụ như gắn số 1 thành căn chuẩn A, gắn số 2 thành chữ B, gắn số 3 thành anet 4 chẳng hạn. Đấy, gắn nào tùy anh em. Trước có một cái màn hình khá là to, đây, khoảng 30 phân. Mặt sau này, sau thì sẽ có những cái chân đế ở đây, chân đế ở đây và thông tin ở đây. Gaomon.cn nhé, anh em sẽ vào cái trang web Gaomon.cn để tải phần mềm về. Con ốc này, bảng này thì trọng lượng cũng không phải nặng lắm, mình cầm khá thoải mái bằng một tay. Cạnh hông này thì chúng ta sẽ có cổng mini USB nhá, và kích thước của bảng này khá là mỏng này. Đó, lên đèn và trên laptop sẽ có cái hướng dẫn cài đặt này.
Anh em sẽ vào trang web gammon.cn để cài driver nhé. Ok, mở app lên thì anh em sẽ thấy có ba cái phần ở đây thì đây anh em sẽ gắn cái nút đây thì họ gắn sẵn rồi. Ở đây là nút ấn vào nút này này. Ấn vào nút này thì là chữ E, ấn vào nút này thì là chữ B. Đó, anh em thể gắn. Đấy, ấn vào đây. Đó, có thể gắn này. Ở đây có thể tích thêm control với control E này, shift, control shift E, control shift an E gì đấy. Chúng ta có thể gõ một cái phím ở đây để gắn, ví dụ như là gõ chữ Q chẳng hạn. Đó. Thì đây là gắn cái nút đầu tiên này, gắn nút đầu tiên là chữ Q nhá. Rồi, tương tự như cái kia luôn, tương tự như cái nút khác thôi, tùy anh em. Ở đây cái lâu đi. Tạm thời mình không gắn nhá, mình sẽ để mặc định. Đó, và đây anh em có thể gắn số 1 này, 1 đến 16 này. Đấy, 16 là Ctrl Alt Shift A này, 15 14. Đó. Rất là đầy đủ. 16 nút ở trên và 12 nút 2 4 6 8, 12 nút cứng này. Đấy, tổng là 16 cộng 12 là 28 nút. Anh em thao gắn, ví dụ anh em mở Photoshop lên, anh em gắn từng ký tự, cái này rất là tiện. Gắn từng ký tự để chúng ta thao tác nó nhanh ấy, những cái phím tắt ấy. Ở đây có mở, ký mở này, tắt này. Ở đây thì cái bút này mouse right button, ấn vào cái nút này là mouse right, là chuột kiểu chuột phải ấy. Ấn vào cái nút này là E, và những cái nút này thì anh cũng gắn được nhá. Đó, những cái nút ở trên cái bút này anh cũng gắn được. Chỉnh độ nhạy à? Đúng không? Chỉnh độ nhạy của nút đây, chỉnh cái gì đây? Presentive adjustment từ 0 đến 2. Chỉnh thêm ở cái bút này. Work error là cái khu vực này là chúng ta đặt cái bảng này nó theo chiều như này thì anh em sẽ để như này, hoặc là anh em sẽ chỉnh bảng dọc này. 90 độ, 180 độ, 270 độ. Đấy, mình đang để theo kiểu 0 độ này thì chúng ta để. Đấy, chúng ta chỉnh thì chúng ta phải xoay cái bảng nhá. Ok. Tô bao thì không có gì. Cái driver này là đây là mình đang để là tiếng Anh anh em. Đấy, tiếng Anh nên nó thiếu cái phần này này. Nếu anh em dùng tiếng Trung ấy thì nó sẽ có thêm cái phần chúng ta chỉnh độ nhạy của bút đây và test bút luôn. Đấy, chỉnh độ nhạy ấn mạnh hay ấn yếu thì nó sẽ rõ hay mờ đi. Đấy, nó tùy chỉnh được. Thì anh em cài driver của bản tiếng Trung thì sẽ, đây là bản mới nhá. Tiếng Trung thì nó sẽ đầy đủ hơn. Mình dùng bản này để tiếng Anh. Đó. Tiếng Anh thì nó chưa update driver. Nó chưa update sang đúng không? Chưa update driver bản mới. Đấy, bây giờ test thử xem. Anh em sẽ mở một cái Word chẳng hạn này, dùng Word hoặc là Photoshop tùy anh em. Rồi, ở đây có mục pen này anh em này. Ấn vào pen thì đó, chúng ta sẽ chọn những cái bút ở đây. Đó, bắt đầu chúng ta sẽ vẽ. Đó, vẽ linh tinh, vẽ hoa, vẽ vượn. Ồ, rất là nhạy luôn nhá. Đấy, vẽ rất là nhẹ nhàng luôn này. Đó. Đây mình ví dụ viết ở chỗ này. Mình để cái bút ở đây thì nó sẽ có cái điểm ở trên cái đây, điểm đỏ này. Đó, anh em thấy chưa? Đấy, cái điểm đỏ ở trên màn hình này. Đó, để biết được vị trí chúng ta vẽ. Ví dụ em thêm đẹp, nó đang bị có cái ô vuông, mình chọn cái chế độ nào để hay nó có cái ô vuông nhìn khá là khó chịu. Đó. Ở đây mình sẽ chỉnh lại cái chỗ này. Đấy, anh em hoàn toàn có thể thao tác như cái này như một con chuột luôn được này. Đấy, như một con chuột luôn, không cần dùng chuột. Anh em chọn chế độ khác thì bỏ cái ô vuông đi. Đây. Đấy, ok. Rồi. Linh mua sản phẩm này nói chung là vẽ vời được ấy. Đấy. Mình sẽ để ở dưới video này cho anh em nhé. Một sản phẩm khá là thú vị và sản phẩm này được rất là nhiều anh em mua đánh giá tốt. Mình có tham khảo và đặt hàng. Khi mỗi lần vẽ thì nó sẽ có cái đèn ở đây anh em. Đấy, xong chúng ta gắn cái nút ở đây để ấn shortcut, gắn ấn cho nó nhanh. Anh em cũng có thể kết nối điện thoại này và chúng ta có thể vẽ vời đây. Đó. Đấy, vẽ vời rất là dễ dàng. Cũng nói chung là trên điện thoại cũng không khác gì ở trên laptop đâu, trên máy tính đâu. Đấy, có thể dùng laptop, PC, điện thoại, máy tính bảng. Tính bảng thì Android nhá. iOS thì hình như là chưa được. Cái này chỉ kết nối với Android thôi. Đó. Ngon lành không? Cái link mua mình sẽ để dưới video. Máy vẽ điện tử Gao như kiểu là năm em siêu nhân ấy, 1060 Pro. Đấy, có thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh, ấn chuông kênh mình nhé. Cảm ơn anh ạ, theo dõi video. Bye bye. Vẽ một thời gian thì nó sẽ mòn cái đầu ấy, xong rồi chúng ta lại phải mua thay thế. Và một điều khá là thú vị là cái bút này nó không dùng pin anh em ạ. Rất là tiện, không phải sạc. Cắm trực tiếp dùng này.